kể một câu nói của thầy cô giáo mà bạn nhớ mãi đi. Lén lút nhắn tin điện thoại trong giờ học, bị thầy tóm, thầy xét. Trên đời này không có ai tự nhiên nhìn xuống háng mà cười cả. Anh hát, anh có hài lòng về điểm không này không? Thầy tê xét. Nani? Trước khi đi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Lên trả bài run vãi lều, cô hóa xét, cứ bình tĩnh mà run. What? Ai không giơ tay tôi mời lên bảng. Hả? Cô xe nào đó nhìn vô thời khóa biểu và nói, lớp này thiếu văn hóa giữ dạy hay sao mà văn hóa học chung dạy. À đâu. Liên quân không con. What the hell? Chơi nhiều lên, học ít thôi các em nhớ. Wow. Cô xét, đừng nhìn xuống háng nữa, nhìn cô này. Lúc nhìn cô thì cô lại bảo, đừng nhìn cô nữa mà hãy nhìn lên bảng này. Nhìn lên bảng thì cô lại bảo, đừng nhìn bảng nữa mà hãy nhìn vào vở đi. Hiểu kiểu gì? Đi học mà quên soạn bài, thế ăn cơm có quên không? Một câu chí mạng đánh vào lòng trắc ẩn. Thầy ơi, mình làm bài luôn khỏi tóm tắt được không ạ? À? Em lười quá, thế em đi học có mặc quần không? Những người trưởng thành không bao giờ hơn thua chuyện đúng sai. Tôi dạy ở đây 30 năm chưa thấy lớp này ngu như lớp này. Thầy dạy lý sửa bài tập cho chúng tôi xong bảo, chúng ta là những con bò. Tao đang tìm bạn ở trọ, mày có biết ai đang tìm chỗ ở bảo tao với? Yêu cầu gì không? Sạch sẽ, gọn gàng, ít nói hay về quê. Nếu hay về quê thì tao dọn toàn bộ phòng cho luôn. Không gọn gàng cũng được, miễn tao được ở một mình. What the hell? Tự tin nói rằng đủ hết, nhưng mà tao chỉ ở với nữ trên 2K4 thôi được không? Tìm cho nó phòng trọ có vong là được rồi. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Em Kiên, bán thịt lợn, em chuẩn bị mở bán hàng online thì slogan gì cho giật gân mà khách cũng dô giật nhau để mua thịt của em vậy mọi người? Nhiều năm lăn lộn với nghề, giờ em Kiên bán lợn xề online, khách là phụ nữ mang thai, em Kiên khuyến mại cân 20.000, mọi người chớ có vội vàng, xếp hàng trật tự mua hàng được thôi, em Kiên chỉ bán thịt ôi, mua về ăn lẩu thì hôi khỏi bàn, Kiên bấy bề, Kiên chuyên lợn xề. Wow. Thịt heo Phạm Kiên, chuyên cúng gia tiên, ăn vào hết muộn phiền, nhanh gặp tổ tiên. Kiên đồ tể, chỉ nể mỗi khách hàng, lợn ngon em mổ hàng ngày, thịt tươi roi rói, mỡ dày một phân, ăn gì cứ bảo em cân, đảm bảo nếu thiếu, cứ dần vào mặt em. Lợn Kiên đủ món kính chào quý khách. Nhiều năm ăn cướp bỏ nghề, Kiên về bán lợn gần nhà chú Năm, bà con lối xóm lời khen hết lòng. Thịt lợn em Kiên, làm xiên cho béo. Thịt lợn em Kiên, không phiền toilet. Thịt lợn Kiên, ăn xong thăng thiên. Lợn Kiên, ăn xong đi theo tổ tiên. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Thịt lợn Phạm Kiên, không mua là xiên. Hả? Thịt lợn anh Kiên, ăn vào 8 người kiêng. Thịt lợn Phạm Kiên, quy tiên vẫn thèm. Nani? Ngon từ thịt, ngọt từ Kiên, lon Kiên thơm ngon trong từng thớ thịt. Oh my god! Phạm
tiên, đẳng cấp của mọi loại lợn, uy tín, chất lượng, hân hạnh tài trợ chương trình này. Tiên lon tiên lon, ai ăn lon tiên thì hãy nhanh tay inbox cho shop để ăn thịt lon ngon. Nhà tiên ngoài thịt lon ra còn có cả mau lon. Tiên thịt lon, vị ngon bồn chồn. Lợn lai kinh tế rất ngon, em tiên phối lợn bon bon hết hàng. Thịt lợn em tiên, có tiền làm miếng, tiên chuyên lợn thiến, không phối giống bao ngon. À thế à? Có thể bạn không biết, ăn một chiếc bánh trung thu tương đương với ăn 5 bát cơm và 3 tô phở. Một chiếc bánh trung thu thập cẩm 2 trứng nặng 250g tương đương 1.000 calo. Nani? Giữa mua chục cái cho con nó ăn, đỡ phải đút cơm. Quá chuẩn luôn. Buồn, lần đầu ra mắt, cô gái quyết định tự tay làm bánh trung thu để tặng gia đình bạn trai. Kết quả khiến mẹ người yêu nhập viện vì bánh không đảm bảo. Lòng tốt thì cô xin nhận, còn bánh thì cô xin chừa. Tao nói không được thì đừng cố bay ơi. Quá chuẩn luôn. Cháu rất có lòng, cô rất cảm ơn, nhưng lần sau thôi cháu mua hàng sale cũng được, chứ cháu tự làm vậy nguy hiểm lắm cháu ạ. Cắm cơm cháu còn quên bật nút mà con làm bánh trung thu nữa. Thế là cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Ngày mai tầm 9 đến 11 giờ cần 3 bạn khỏe mạnh chuyển giúp mình 230 bao xi măng, 60 bao bột bả và 40 thùng sơn lên tầng 34 chung cư, khu vực Việt Hưng, Long Biên. Do điện lực cắt điện nên không dùng được thang máy, giá trị hàng lớn nên mình ngồi dưới canh không mất. Xong việc gửi mỗi anh em 2 lít, lưu ý sau 11 giờ trưa là phải chuyển xong vì giờ trưa dân họ còn nghỉ ngơi tránh làm phiền họ. Nếu làm nhanh thưởng 200k, số điện thoại mình, liên hệ nhé. What the hell? Khôn như thế này mà chưa bị bắt ngang qua Exciter à? Việc nặng lương hú hồn. Nhận lương trên tầng 34 thì trả cao so với người bình thường. À thế à? Quăng 20 củ may ra, chứ 2 lít bắt nó đi bộ người không lên rồi xuống một vòng nó cũng đạp cho chứ ở đó mà canh. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.